trình đào tạo lập trình viên về Việt Nam Hôm nay, Facebook đã chính thức công bố hợp tác cùng Coder School ra mắt thử thách đổi mới cho các nhà lập trình Việt Nam Developer Circles Vietnam Innovation Challenge, một chương trình đào tạo và thi đấu được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng Đại diện Facebook cho biết, chương trình này sẽ được triển khai trong vòng 6 tháng tại mỗi thành phố với mục tiêu đào tạo và nâng cao năng lực cho gần 800 nhà phát triển về quản lý sản phẩm, khoa học dữ liệu và React Native Học viên tham gia cũng sẽ được đào tạo về những kỹ năng công việc cần thiết trong kỷ nguyên công nghệ như làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thuyết trình. Bên cạnh các hoạt động đào tạo, học viên tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có cơ hội thử sức với những thách thức thực tế trong kinh doanh do các đối tác trong ngành đưa ra và được sự cố vấn mỗi tuần từ các đối tác trong suốt 6 tháng đào tạo của chương trình. Ông Konstantinos Papamitriis, giám đốc toàn cầu về chương trình và đối tác nhà phát triển của Facebook cho biết Facebook tự hào khi đã tiếp cận hơn 200.000 nhà phát triển thông qua mạng lưới Developer Circles toàn cầu. Hôm nay chúng tôi tiếp tục hỗ trợ hệ sinh thái đó thông qua các chương trình đào tạo nhằm đảm bảo cộng đồng tiếp tục được phát triển tại Việt Nam, mang tới cho những bạn trẻ yêu công nghệ cơ hội học hỏi, phát triển và tiếp cận những sáng kiến công nghệ mới, từ đó đóng góp vào sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Được biết, mục tiêu của chương trình Developer Circles của Facebook là giúp các nhà phát triển địa phương phát triển mạnh mẽ hơn trên toàn cầu được công bố tại hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển F8 năm 2017, chương trình đã nhanh chóng phát triển tới hơn 130 cộng đồng, tập hợp hàng trăm ngàn nhà phát triển thông qua mạng lưới của Developer Circles trên toàn thế giới. Gia Linh